tình hình sạt lở nghiêm trọng tại một số nơi trên địa bàn thành phố. Cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại tại các địa điểm này. Đến tại địa điểm sạt lở ở khu vực Nghĩa Trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị địa phương nhanh chóng phối hợp với các đơn vị để trước mắt di chuyển các khối đá lớn, khắc phục cảnh quan vệ sinh tại khu vực này. Đồng thời lưu ý chính quyền địa phương cần hết sức quan tâm, tiếp nhận tin báo từ thân nhân của các mộ bị hư hại, đồng thời có giải pháp hỗ trợ thỏa đáng kiểm tra tại điểm sạt lở ở khu vực đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các phương án sửa chữa, nhất là tại khu vực đất gãy nghiêm trọng, tiếp tục cảnh báo cho người dân về tình hình thiệt tại tại đây và đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.